Hello everyone, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 mới năm học 2024-2025 Sách Global Success. Và hôm nay chúng ta học Unit 5 Our Experience, Skill 1, trang 55. Bài Greeting, tick. Chúng ta hãy tick vào những cái trải nghiệm, hãy tick vào những trải nghiệm mà bạn đã có. Cái trải nghiệm đầu tiên là joining a performance, tham gia một màn biểu diễn, một buổi biểu diễn. Attending an army course, tham gia một khóa học quân sự. Traveling to a new place with our parents, đi du lịch tới một nơi mới mà không có bố mẹ. Rồi bài số 2 là hãy đọc cái bài test này và chọn ABC or G. I had a heart trained course in an army camp in Santa last summer. Tôi đã có một cái khóa học 10 ngày ở một buổi cắm trại mùa hè quân sự ở Sơn Tây năm ngoái, mùa hè năm ngoái. Everything was different from my life at home. Mọi thứ rất là khác với cuộc sống ở nhà. We had to wake up at 5 a.m. and attended classes, week where like training courses for soldiers. Chúng tôi đã phải dậy sớm lúc 5 giờ sáng và tham gia các lớp học nơi cái mà giống như là huấn luyện dành cho bộ đội. In the evening, vào buổi tối, we read books or worked in teams. Chúng tôi đọc sách hoặc là làm việc theo nhóm. The team leader, trưởng nhóm, walked us through many exciting activities. Trưởng nhóm đã nói cho chúng tôi, đã kể cho chúng tôi những cái hoạt động thú vị. We also chose a performance that has the theme environment protection. Chúng tôi còn tham gia những cái màn biểu diễn mà có chủ đề về môi trường, bảo vệ môi trường. We could only call our parents once a day. Chúng tôi chỉ có thể gọi cho bố mẹ một lần một ngày. We also had touching moments when we received letters from our parents. Chúng tôi đã có những cái khoảnh khắc cảm động khi mà chúng tôi nhận được lá thư từ bố mẹ. We have never attended such a exciting course like it. Cái câu này có nghĩa là tôi chưa bao giờ tham gia một cái khóa học nào mà nghiêm túc, nghiêm khắc và nhưng mà lại thú vị như vậy. Rồi chúng ta coi tiếp này. I have been on an unforgettable summer course in America. Nhỏ Akiko nha. Cái bạn này là bạn nào? Bạn Dương. Còn sang cái bạn Akiko. Tôi đã có một cái mùa hè, một cái khóa học mùa hè không thể nào quên ở nước Mỹ. In America, unforgettable, không thể nào quên. I stay in Thorn Woods campus on the outskirts of New York City for 3 weeks. Tôi đã ở Thorn Woods, khuôn viên Thorn Woods ở ngoại ô thành phố New York trong 3 tuần, for 3 weeks. We had an enjoyable campus tour. Chúng tôi đã có một chuyến đi tham quan khuôn viên, thú vị. Attended English classes, tham gia những cái lớp học tiếng Anh, and tried STEAM activity, và tham gia những cái hoạt động đồng đội nhóm. We all tried to communicate in English. Tất cả chúng tôi đã cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh. In the evening, we play board games and billiards. Vào buổi tối thì chúng tôi chơi board game hoặc và pizza. The most special experience was my visit to the top of Rockefeller Center. Cái trải nghiệm mà đặc biệt nhất đó là trong cái chuyến đi của tôi, đó là đến cái đỉnh của trung tâm của cái Rockefeller Center. Từ đó tôi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố bên dưới. That was the first time I traveled without my parents. Đó là lần đầu tiên mà tôi đi du lịch mà không có bố mẹ. So I felt like I grew up a lot after the trip. Vì vậy tôi cảm thấy là tôi đã trưởng thành rất nhiều sau chuyến đi đó. Number one, Dương and Akiko talk about English, their English summer courses. B, experiences at summer courses. C, activity in summer. D, their army training. Câu A có nghĩa là những khóa học mùa hè bằng tiếng Anh, những khóa học tiếng Anh mùa hè. Câu B là những khóa học mùa hè, những trải nghiệm về khóa học mùa hè. Câu C là những hoạt động mùa hè. Và câu D đó là cái huấn luyện quân sự của bạn họ. Ở đây chúng ta qua một câu B. Bởi vì huấn luyện quân sự thì chỉ có bạn Dương thôi. Rồi, câu số 2, what did Dương do during his course? Dương đã không làm cái gì trong suốt chuyến cái khóa học của anh ta. Get up early, thức dậy sớm, làm việc như một leader,
một người dẫn đầu, receive letter from home, nhận thư từ nhà, làm việc theo nhóm. Chúng ta chọn câu B. Sang câu số 3, team là cái gì? Là chủ đề. Chủ đề là topic. Câu 4, cái trải nghiệm ở Rockefeller Center là như thế nào đối với Akiko? Đó là đặc biệt đúng không? Chúng ta coi ở đây là một cái trải nghiệm đặc biệt, special. Chúng ta chọn special. Sang câu số 5, cái từ that ám chỉ cái gì? That. That đó là lần đầu tiên tôi đi du lịch mà không có bố mẹ. Vậy ở đây là gì? Đi du lịch tới Mỹ. Touring the town Woods Campus. Đi thăm cái Rocco Center. Đi cái view thành phố bên dưới. Câu số 5 này chúng ta phải chọn câu A. Rồi ok, đó là cái bài số 2. Chuyển sang bài số 3. Hãy đọc bài test và tích vào dương Akiko. One attending an English course, Akiko. Ai đã tham gia cái khóa học tiếng Anh mùa hè, khóa học tiếng Anh đó là Akiko. Ai đã tham gia một khóa học quân sự đó là Dương, Army Life Course, khóa quân sự. Joining a performance, ai đã tham gia một màn biểu diễn. Rồi ai đã touring a campus đó là bạn Akiko, tham gia một màn biểu diễn này. Nhận thư từ nhà là bạn Dương. Và chúng ta coi câu 3. Câu 3 của chúng ta là bạn Dương. Bạn Dương tham gia một màn biểu diễn. Đâu chúng ta coi bạn Dương. Bạn Dương đâu? Đây. Performance. We also chose a performance that had the team environment protection. Ok, vậy performance. Rồi speaking. Mark the question in A. With the answers in B. Say your answer with a classmate. What course did you attend? Bạn đã tham gia khóa học nào? Câu số 2 là when was that? Nó khi nào? Câu số 3, what did you do? Bạn đã làm gì? Câu số 4, what do you remember most about it? Bạn nhớ nhất cái điều gì về nó? Câu số 5, how did you feel? Bạn đã cảm thấy như thế nào? Câu A nè, nó là vào tháng 6. Vậy khi mà hỏi thời gian khi nào thì chúng ta mới trả lời là thời gian như thế này. Đó là cái câu số 2. Câu B, I felt that. Tôi cảm thấy rằng tôi lớn rất nhiều, tôi trưởng thành rất nhiều sau cái chuyến đó. Là chúng ta chọn câu 5 liền với câu B. Nói với câu B, bạn cảm thấy như thế nào? Tôi đã cảm thấy rằng tôi trưởng thành rất nhiều sau cái khóa học đó. Câu C, tôi đã tham gia một cái khóa học kỹ năng mềm, soft skills, kỹ năng mềm với một cái nhóm trainer trẻ tuổi. Vậy ở đây là bạn đã làm gì đúng không? Bạn đã làm gì? Chúng tôi đã làm việc theo nhóm trong những cái dự án khác nhau. Chúng tôi còn học về cách giải quyết vấn đề. Chúng tôi đã có những trải nghiệm rất là khác nhau. Vậy thì oh my god, câu này mới đúng nè. Còn câu C, cái khóa học nào là nó ở đây. Rồi tôi nhớ về lúc mà tôi đầu tiên thì tôi rất là bối rối, nhưng mà người trainer và những người bạn đồng trang lứa của tôi rất là tuyệt vời và họ đã giúp tôi rất nhiều. Có cái tờ remember này, remember thì câu hỏi có remember đây. Ok, bài số 5, làm việc theo cặp, hãy hỏi và trả lời về cái khóa, một cái khóa học mà bạn đã có trải nghiệm sử dụng cái câu hỏi trong bài 4. Mình attended a memorable summer course last year. It was a presentation skills course. He learned. Mình đã học được một cái, đã tham dự một khóa học mùa hè đáng nhớ vào năm ngoái. Đó là một khóa học kỹ năng thuyết trình. Anh ấy đã học được những cái điều gì? Rồi chúng ta có thể viết thêm. Rồi chúng ta có thể viết như thế này. During the course, Ming engaged in various activities to enhance his presentation ability. Under the guidance of the instructor, Ming learned how to stress presentation, develop skill in vocal projection, and generalize visual aids, blunt